Hiền Thục rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Trò Chuyện Cùng Chuyên Gia. Bạn bè của tôi vẫn thường hay nói với tôi rằng là giữa 7 tỷ người thì không biết là làm sao để có thể tìm được một nửa cho mình. Thế nhưng mà khi đã tìm được một nửa của mình rồi thì ai cũng đều mong muốn rằng là và có một cái ước mơ đó là có được cho mình những thiên thần bé nhỏ. Thế nhưng mà ước mơ đó không phải ai cũng có thể thực hiện được. Nhiều người vẫn thường nói rằng là trách nhiệm sinh con đẻ cái là của những người phụ nữ. Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị, nó còn nằm ở cả các đấng mày râu nữa. Và ba từ vô sinh nam là điều mà khiến cho rất là nhiều người lo ngại cũng như là trở thành một nỗi ám ảnh. Vì thế thì ngày hôm nay chúng tôi có thực hiện một chủ đề vô sinh nam. Và đồng hành cùng quý vị thì Hiền Đục xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Lê Vũ Tân, công tác tại khoa nam học của Bệnh viện Bình Dân. Dạ Hiền Thục xin được mến chào bác ạ. Vâng, xin chào MC Hiền Thục và toàn thể quý vị khán giả của chương trình Alo Bác Sĩ. Dạ thưa bác sĩ Tân, đầu tiên thì nhờ bác sĩ có thể gửi đến tất cả quý vị khán giả để quý vị có thể hiểu rõ hơn là khái niệm về vô sinh nam là gì ạ? Vâng, cái khái niệm về vô sinh nam á, mình sẽ hiểu theo như vậy nè. Theo Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì một cái cặp vợ chồng mà lập gia đình sau một năm, quan hệ tình dục hoàn toàn bình thường, không có người thai gì cả mà không có con thì được định nghĩa là vô sinh. Nếu mà nguyên nhân xuất phát từ người đàn ông thì được gọi là vô sinh nam. Dạ thưa bác sĩ Tân, nhiều người thì người ta nhầm lẫn với quan niệm là vô sinh nam và yếu sinh lý là ở như nhau. Vậy thì liệu rằng là điều này có đúng không ạ? Thực sự nó như vậy nè. Cái quan niệm mà yếu sinh lý đó là một từ dân gian. Mà người dân mình sẽ hay cái truyền tai nhau là hễ cái ông nào có vấn đề trục trặc về cái vấn đề về cái chuyện chăn gói đều quy là yếu sinh lý hết. Chẳng hạn như là bị cái bệnh mà trên bảo dưới không nghe hay là gối lằn cương á, cũng là yếu sinh lý. Rồi cái bệnh chưa đến chợ đã hết tiền hay còn gọi là xuất tinh sớm cũng gọi là yếu sinh lý. Hoặc là những cái ông mà không hứng thú với cái chuyện mà quan hệ tình dục hay gọi là giảm ham muốn đó cũng gọi là yếu sinh lý. Như vậy yếu sinh lý là một từ rất là chung chung ha. Và thậm chí là có những người đàn ông mà lập gia đình lâu rồi mà không có con thì họ hàng hay bạn bè cũng nói ủa sao mày có bị yếu sinh lý hay không. Thật sự đó, yếu sinh lý đó là cái từ chung chung và nó đánh đồng rất là nhiều những bệnh lý về nam khoa như mà tôi vừa liệt kê cho Hiền Thục cũng như là quý vị khán giả đó ha. Thì như vậy yếu sinh lý có phải là vô sinh nam hay không? Thực sự yếu sinh lý không phải là vô sinh nam. Yếu sinh lý là một cái khái niệm rất là chung chung, nó không mô tả cho một cái bệnh lý nào đặc biệt trong cái chuyên ngành nam khoa này cả. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân gây ra vô sinh nam là gì và những nguyên nhân nào thì thường gặp nhất cả thưa bác sĩ? Vâng, cái nguyên nhân mà gây ra vô sinh nam thì thực sự là như vậy nè. Chúng ta sẽ hình dung cái con đường mà sản xuất tinh trùng của người nam giới đó. Tinh trùng sẽ được sản xuất ở trong tinh hoàn đúng không? Rồi sau đó sẽ được vận chuyển qua hệ thống màu tinh, ống dẫn tinh và sẽ được trữ ở hai bên túi tinh. Thì đó, khi mà người đàn ông quan hệ tình dục xuất tinh đạt cực khoái thì họ sẽ thấy là gì? Cái tinh dịch nó xuất ra nó sẽ gồm có phần nước. Ở đây tôi nói nôm na là nước. Đó là phần tiết, dịch tiết từ gần tuyến tiền liệt ha. Và cái phần tinh đó là tinh trùng của người nam giới. Thì bất cứ một cái tổn thương nào đó ở trên trong cái quá trình tạo tinh trùng hoặc là cái đường dẫn tinh của tinh trùng thì chúng ta sẽ thấy những cái vấn đề này sẽ đưa đến những nguyên nhân vô sinh khác nhau không. Tôi nói ví dụ như vậy nè, thì chúng ta sẽ hình dung là cái tinh hoàn của chúng ta nó phải chịu sự kiểm soát của cái não bộ. Não bộ sẽ tiết ra những cái hormone sinh dục đó sẽ kích thích cho tinh hoàn tạo tinh trùng cũng như là sản xuất hormone sinh dục nam hay gọi là testosterone đúng không? Thì khi mà người nam giới bất thường ở những cái nguyên nhân từ trên não đi ha, nghĩa là cái những người này họ bị suy sinh dục mà nguyên nhân là từ phía trên não đó, thiếu những cái hormone kích thích từ não, thì như vậy thì tinh hoàn có thể tinh hoàn của họ sẽ bình thường nhưng thiếu những cái hormone này nên tinh hoàn sẽ không nhận tín hiệu và tinh hoàn không hoạt động được. Thì những trường hợp này chúng tôi gọi là vô sinh trước tinh hoàn. Không, tại vì cái nguyên nhân nó tại phía trước tinh hoàn là phía trên não, cụ thể là trên não đó ha. Rồi trước tinh hoàn rồi là một nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai đó là nguyên nhân tại tinh hoàn. Tại tinh hoàn là sao? Thì trong tinh hoàn nó sẽ sản xuất ra tinh trùng đúng không? Chẳng may cái người bệnh nhân này á, có thể là họ bị những cái bệnh lý bẩm sinh nè, hoặc là mắc phải như là viêm nhiễm tinh hoàn, rồi chứng thương tinh hoàn vân vân, hoặc là hóa xị xạ trị, nó sẽ làm tổn thương nhóm sinh tinh. Như vậy thì có thể là não vẫn tiết ra những cái hormone sinh dục kích thích tinh hoàn được, nhưng bản thân tinh hoàn không sản xuất tinh trùng được. Đây là nguyên nhân tại tinh hoàn. Rồi cái nguyên nhân cuối cùng đó là nguyên nhân sau tinh hoàn. Tại sao chúng tôi gọi là sau tinh hoàn? Bởi vì những người này đó, tinh hoàn họ sản xuất ra tinh trùng rất là bình thường. Tuy nhiên những cái trục trặc, những cái tắc nghẽn nào đó trên cái hệ thống dẫn tinh, từ màu tinh, ống dẫn tinh hoặc là chỗ mà lỗ đổ của ống phóng tinh đó,
thì những cái tắc nghẽn này sẽ khiến cho tinh trùng sẽ bị tắc nghẽn lại, giữ lại ở trong cơ thể, không phóng thích ra được khi mà người đàn ông phóng tinh. Dạ thưa bác sĩ, nam giới thì có thể quan sát tinh trùng hay là theo dõi việc quan hệ tình dục của mình để đánh giá nguy cơ vô sinh của mình hay không? Bởi vì nhiều người vẫn nói là thực sự là họ không biết được là liệu rằng có phải là mình bị như vậy hay không ạ? Vâng, thực sự như vậy nè, có nhiều người nam giới đó, họ nghĩ rằng khi mà nhìn vào cái tinh dịch của người đàn ông, họ có thể biết được là ông này có vô sinh hay không. Nhưng mà thật sự trên lâm sàng thì qua cái kinh nghiệm của chúng tôi rất là khó để mà nhìn vào cái tinh dịch để đánh giá khả năng sinh sản của một người. Bởi vì chúng ta hình dung như vậy nè, cái phần tinh dịch nó sẽ gồm có phần dịch và cái phần tinh trùng, phải không? Thì khi một cái người nam giới họ xuất tinh ra như vậy thì nhìn cái lượng dịch nó có, nhưng mà thật sự nhiều khi cái tinh trùng á, nó sẽ cái số lượng hoặc chất lượng nó sẽ ít hơn so với một cái người bình thường thì sao, không? Chỉ khi nào mà cái người nam giới đó họ sẽ chú ý là cái người nam giới đó họ quan hệ, cái lượng tinh dịch họ xuất ra khi mà mỗi lần họ phóng tinh nó đặc biệt rất ít hơn so với bình thường, chẳng hạn như chỉ có khoảng 1-2 giọt mà thôi, thì những trường hợp này họ mới có thể mường tượng rằng có thể là họ sẽ bị tắc nghẽn ở đâu đó trên cái hệ thống dẫn tinh của họ. Thì chỉ những trường hợp này thì họ mới có thể là gọi là họ nhìn quan sát được cái tinh dịch hoặc là cái mà quan hệ tình dục để có thể mà mình xem xét được cái khả năng vô sinh thôi. Ngoài ra những cái trường hợp khác thì đa phần là họ sẽ không thể nào đánh giá được đâu. Dạ, dạ vậy thì thưa bác sĩ Tân, vậy thì làm sao để một người mà người ta có thể tự nhận thấy những dấu hiệu nào cảnh báo rằng là mình có khả năng bị vô sinh ạ? Vâng, một cái người nam giới mà họ những cái dấu hiệu sau đây để cho thấy là tôi có khả năng bị vô sinh hay không. Thì đầu tiên như cái cơ chế vô sinh, mình quay lại cái cơ chế vô sinh đúng không? Nó cần có những cái hormone kích thích từ não để giúp cho tinh hoàn phát triển ha. Mà tinh hoàn phát triển ở đây nó gồm có quá trình mà sinh tinh và quá trình sản xuất testosterone nữa. Dạ. Nếu testosterone không đủ thì cơ thể người nam giới có thể là cái dấu hiệu dậy thì đó, nó sẽ không phát triển như những người nam giới bình thường, phải không? Thì những người nam giới này đặc điểm của họ là gì? Thứ nhất là cái hệ thống lông của họ không phát triển, họ không có lông nách, họ không có lông mu, và dương vật cũng như tinh hoàn của họ không phát triển ha. Dương vật thì ngắn nhỏ giống như là con nít vậy đó, còn cái tinh hoàn thì sờ rất là nhỏ, không có chúng ta sẽ hình dung là cái tinh hoàn người bình thường đó, chắc là dao động từ cái trứng gà ta trở lên, không? Còn những người nam giới này đó, cái tinh hoàn nhỏ hơn gấp 3, gấp 4 lần bình thường, hoặc hoặc thậm chí là có những người teo rất là nhỏ ha. Thì những trường hợp này nếu người nam giới mà có những cái dấu hiệu như vậy thì họ sẽ nghi ngờ có thể tôi bị những cái rối loạn bất thường gì đó rồi mà liên quan tới cái hệ sinh sản của tôi, thì có thể đó tôi có thể bị khả năng bị vô sinh ha. Yeah. Cái trường hợp thứ hai là nãy giống như là tôi có chia sẻ với lại MC Hiền Thục, với quý vị khán giả rồi, là những trường hợp người nam giới họ quan hệ, họ xuất tinh ra, cái lượng tinh dịch họ xuất ra rất là ít ha, chỉ khoảng 1-2 giọt mà thôi, hoặc thậm chí là không xuất tinh được, thì những trường hợp này có thể đó là những dấu hiệu cảnh báo của họ bị vô sinh rồi. Dạ, dạ thưa bác sĩ Tân, một điều mà quý vị khán giả, đặc biệt là các quý ông cũng khá là ngại, đó là không biết rằng là khi đến cơ sở y tế hoặc là các bệnh viện để thăm khám thì họ sẽ được làm các cái xét nghiệm gì hay là được chẩn đoán như thế nào để xác định có vô sinh hay không ạ? Về cái thăm khám vô sinh á, dạ, tôi xin chia sẻ với lại MC Hiền Thục cũng như quý vị khán giả sơ về cái quy trình thăm khám vô sinh như vậy nè. Dạ. Thì trước tiên khi mà một cái cặp vợ chồng nó đến gặp chúng tôi khám về vấn đề mà hiếm muộn chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ dành thời gian để hỏi kỹ bệnh sử của họ. Cái bệnh sử này bao gồm gì? Thứ nhất là cái thời gian họ lập gia đình bao lâu rồi, các phương pháp ngừa thai trước đây, rồi trước đây họ đã từng có thai mà bị sảy thai hay không, rồi tiền căn bệnh lý ở người nam giới hoặc người phụ nữ, chẳng hạn như là những bệnh lý thuộc về người nam giới như là bị tinh hoàn ẩn này, những viêm nhiễm về tinh hoàn trước đây, hoặc là những cái phẫu thuật trên cái cơ quan sinh dục trước đây có hay không. Rồi sau khi mà hỏi kỹ bệnh sử như vậy rồi đó, thì chúng tôi mới tiến hành là thăm khám lâm sàng cho người nam giới. Thì khám lâm sàng vô sinh người nam giới đòi hỏi chúng tôi phải đánh giá là gì? Về thứ nhất là về cái biểu hiện của dậy thì của người nam giới này có bình thường hay không. Chẳng hạn như là hệ thống phân bố lông của người nam giới này có khác với những người nam giới khác hay không. Rồi kích thước của dương vật, kích thước tinh hoàn là như thế nào ha. Đặc biệt chúng tôi chú trọng vào kích thước tinh hoàn, bởi vì sao? Kích thước tinh hoàn phần nào đó thể hiện rõ là gì? Cái khả năng sinh tinh cũng như là cái khả năng tiết học môn sinh dục nam của một người nam giới đó, không? Nếu chúng ta thấy là tinh hoàn của một người nam giới họ bị teo nhỏ so với người nam giới bình thường thì chúng ta nghi ngờ đây có thể là nguyên nhân tại tinh hoàn mà gây
vô sinh ha. Rồi chúng tôi khám tinh hoàn và cơ quan sinh dục, chúng tôi sẽ phát hiện những cái dị tật bẩm sinh kèm theo nếu có, chẳng như là lỗ tử đóng thấp nè, rồi cong dương vật nè, rồi những cái teo tinh hoàn, hoặc là những cái bướu tinh hoàn, hoặc là tinh hoàn ẩn, giãn tĩnh mạch tinh. Quý vị thấy đó, rất rất nhiều những vấn đề phức tạp liên quan tới cái phần mà cơ quan sinh dục ngoài của người nam giới mà nó ảnh hưởng tới chuyện sinh sản không? Rồi, đó là xong cái về cái phần mà hỏi bệnh cũng như là thăm khám. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cho bệnh nhân làm những cái bộ xét nghiệm về vô sinh. Nhìn chung có 3 cái hệ thống xét nghiệm chính mà chúng ta cần phải đánh giá trên bệnh nhân vô sinh nam. Thứ nhất là xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu ở đây để chúng ta đánh giá được cái học môn sinh dục của cái người nam giới đó như thế nào. Không? Như tôi chia sẻ đó, thì tinh hoàn nó chịu sự chi phối của những cái học môn sinh dục ở trên não nữa. Khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ phân biệt được cái nguyên nhân là trước tinh hoàn, tại tinh hoàn hoặc là sau tinh hoàn. Rồi, một cái xét nghiệm quan trọng, rất rất quan trọng trong chẩn đoán vô sinh nam, đó chính là cái tinh dịch đồ. Cái tinh dịch đồ này là sao? Người nam giới sẽ được kiêng xuất tinh từ 3 tới 5 ngày. Xong sau đó thì họ sẽ vào cái phòng xét nghiệm lấy mẫu tinh dịch đồ đó. Họ sẽ tự thủ dâm để mà xuất vào cái lọ ha. Yeah. Thì kỹ thuật viên đọc tinh dịch đồ sẽ đọc cái kết quả đó và cho chúng tôi biết là trong cái lượng xuất tinh của người bệnh nhân đó thì thứ nhất là thể tích của tinh dịch là bao nhiêu nè. Cái thứ hai là cái số lượng tinh trùng là bao nhiêu, rồi cái độ mạnh hoặc là những cái gọi là cái tinh trùng nó tiến tới nhanh đó, thì chúng tôi hay gọi là độ mạnh của tinh trùng. Thì bởi vì độ mạnh này, những cái tinh trùng mà quý vị sẽ hình dung là những cái tinh trùng mà nó bơi nhanh thì nó mạnh như vậy đó, thì cái khả năng thụ thai nó sẽ cao hơn so với những tinh trùng bình thường, nó không có bơi được hoặc là nó chỉ đứng chết một chỗ thôi ha. Rồi cái xét nghiệm cuối cùng đó là chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm một cái siêu âm để đánh giá lại cái cấu trúc của tinh hoàn, cấu trúc của dương vật và những cái bệnh lý kèm theo như là bướu tinh hoàn, rồi viêm tinh hoàn hoặc là giãn tĩnh mạch tinh vân vân. Dạ, thưa bác sĩ Tân, vậy thì nhờ bác sĩ có thể nói rõ hơn là khi nào thì bệnh nhân cần thiết phải thực hiện xét nghiệm tinh dịch đồ ạ? Nó có hai chỉ định chính khi mà bệnh nhân làm tinh dịch đồ. Thứ nhất là hiện nay thì một số bạn trẻ họ cũng bắt đầu gọi là quan tâm tới cái sức khỏe sinh sản của mình rồi. Nghĩa là trước khi lập gia đình là họ bắt đầu họ đi làm tinh dịch đồ. Họ làm như vậy chi? Để họ biết được cái sức khỏe sinh sản của họ. Thì trước khi họ chuẩn bị cái tâm lý trước là cái sức khỏe sinh sản của chúng ta có gì bất thường hay không. Để họ có thể bàn luận với lại cái người bạn đời của mình về cái tình hình sức khỏe sinh sản và ra một kế hoạch chủ động có con trong cái thời gian sau khi mà lập gia đình. Không? Cái chỉ định thứ hai là chỉ định về đánh giá các trường hợp vô sinh nam. Thì trường hợp này đánh giá vô sinh nam thì chúng ta cho cái bệnh nhân làm cái tinh dịch đồ và cái thông số tinh dịch đồ sẽ phản ánh được là gì? Thứ nhất, cái thể tích tinh dịch xuất ra là bao nhiêu, số lượng tinh trùng, chất lượng tinh trùng và cái hình dạng của tinh trùng nó có bình thường hay không? Dạ thưa bác sĩ, vậy thì trước khi đến xét nghiệm hoặc là trước khi thăm khám là về tình trạng sinh sản của mình thì liệu rằng là các quý ông có cần phải lưu ý điều gì hay không ạ? Thật sự trước khi làm cái xét nghiệm tinh dịch đồ thì quý ông phải chú ý một điều là thứ nhất họ phải chuẩn bị tâm lý cho thật là kỹ. Bởi vì sao? Khi mà xuất tinh như vậy đó thì mình lấy mẫu tinh dịch đó, mình sẽ vào một cái phòng kín ha. Rồi mình sẽ tự thủ dâm để mà mình xuất vào một cái lọ mà cái bệnh viện đưa sẵn cho mình như vậy ha. Rồi thì khi mà chúng ta không chuẩn bị tâm lý kỹ đó thì chúng ta sẽ lo lắng không? Và khi mà lo lắng như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái lượng tinh dịch chúng ta xuất ra và kết quả nó sẽ không chính xác ha. Rồi cái việc thứ hai đó là gì? Chúng ta phải chú ý là khi mà chúng ta thủ dâm xuất ra như vậy đó, chúng ta phải cố gắng để toàn bộ tinh dịch xuất vào trong cái lọ. Bởi vì nếu trên lâm sàng chúng tôi cũng hay thấy lắm là người bệnh nhân xuất vào một ít trong lọ thôi, phần còn lại đa phần rớt ra ngoài rồi. Và chính những cái giọt rớt ra ngoài này chính là những giọt cô đặc nó chứa rất là nhiều tinh trùng. Như vậy thì kết quả này sẽ không chính xác ha. Và một cái yếu tố nữa mà người đàn ông phải chú ý trước khi làm tinh dịch đồ rất rất quan trọng đó là phải kiêng xuất tinh từ 3 tới 5 ngày. Tại sao lại phải kiêng từ 3 tới 5 ngày? Bởi vì nếu chúng ta mới vừa quan hệ vào đêm hôm qua thì sáng nay chúng ta làm xét nghiệm tinh dịch đồ thì thứ nhất là cái thể tích tinh dịch nó sẽ không thể nào bằng như bình thường được rồi ha. Cái thứ hai là về số lượng tinh trùng nó cũng sẽ thấp hơn bình thường rồi. Nếu chúng ta kiêng lâu hơn như vậy thì sao? Nếu chúng ta kiêng lâu hơn như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì? Cái tinh trùng của chúng ta ở lại trong cơ thể quá lâu
thì nó sẽ khiến cho cái độ di động hoặc là độ mạnh của tinh trùng nó sẽ giảm hơn so với thực tế của cái người bệnh nhân đó. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, một điều mà các quý ông đặc biệt là nếu như mà chúng ta biết rằng là mình bị vô sinh nam thì thực sự rất là mong muốn có một phương pháp nào đó để cải thiện tình trạng này. Vậy thì thưa bác sĩ, hiện nay thì chúng ta có những phương pháp nào để điều trị ạ? Tùy theo cái nguyên nhân mà nó gây vô sinh, chúng ta sẽ can thiệp những cái phương pháp khác nhau, phải không? Như tôi có bàn với lại MC Hiền Thục cũng như là quý vị khán giả ở phần đầu chương trình đó ha. Nếu cái nguyên nhân vô sinh là trước tinh hoàn, những cái bất thường ở trên não, thì chúng ta cần phải bổ sung những cái hormone sinh dục mà hướng tới cái việc mà phát triển tinh hoàn cũng như phát triển cái kích thích cái hàng tạo tinh trùng ha. Thì những trường hợp này đó thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân chích những cái hormone sinh dục, đúng không? Thì theo dõi khoảng 6 tháng tới 1 năm, nếu may mắn mà cái tinh hoàn của họ có thể gọi là được kích thích và được sản xuất tinh trùng thì quá tốt. Chúng ta sẽ lấy tinh trùng đó để mà trữ ha. Dự trữ trong cái ngân hàng tinh trùng đó để dành để làm thủ tinh nghiệm cho vợ về sau. Không. Rồi, nếu nguyên nhân tại tinh hoàn thì sao? Tại tinh hoàn nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau, không? Nếu những cái bệnh lý kèm theo chẳng hạn như là tinh hoàn ẩn nè, rồi giãn tĩnh mạch tinh nè, chúng ta có thể chữa trị được những cái bệnh lý này thì cái tinh hoàn có phần sẽ cải thiện được cái khả năng tạo tinh trùng, không? Yeah. Nếu nguyên nhân mà sau tinh hoàn hay chúng tôi gọi là vô sinh bế tắc ở cái đường dẫn tinh đó, yeah, thì tùy thuộc vào bế tắc đoạn nào mà chúng tôi dùng những biện pháp can thiệp khác nhau, có thể là thông nối ống dẫn tinh ha, hoặc là có thể là dùng những cái phương pháp rồi là cắt đốt nội soi để làm thông thoáng cái đường cái chỗ tắc nghẽn ở chỗ vị trí xuất tinh ở cái phần mà ụ núi tuyến tiền liệt đó. Rồi qua những cái phương pháp này chúng ta sẽ thấy là gì, chúng ta sẽ có rất là nhiều những kỹ thuật điều trị vô sinh khác nhau, không? Yeah. Chứ không phải như trước giờ chúng ta sẽ hình dung là cái cặp này bị vô sinh rồi cứ đi lấy thuốc về uống rồi cũng đi cầu trời cẩn Phật vân vân. Đó, thật sự đó là một cái quan niệm mà người dân mình cần phải thay đổi là gì? Hiện giờ nó có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau gây vô sinh, không? Tùy thuộc vào những nguyên nhân khác nhau, chúng ta sẽ chọn lựa những phương pháp điều trị thích hợp. Dạ. Dạ thưa bác sĩ Tân, có thể nói là một điều khiến cho tất cả các cặp vợ chồng cũng như là những ai mà chưa có em bé thì họ cũng rất là lo lắng một điều, đó là về giá thành cũng như là phương pháp điều trị. Vậy thì xin được nhờ bác sĩ có thể chia sẻ là qua những cái nguyên nhân đó thì mình tùy thuộc vào những nguyên nhân mình có những cái giá thành từ bao nhiêu để mà mình có thể thăm khám cái tình trạng này ạ? Vâng, về cái giá thành điều trị thì thật sự không có mắc giống như là quý vị tưởng tượng đâu ha. Dạ. Thì quý vị sẽ hình dung như vậy nè, tùy thuộc vào nhóm nguyên nhân khác nhau mà những phương pháp điều trị sẽ khác nhau. Dạ. Và tùy thuộc vào những phương pháp điều trị khác nhau mà giá thành sẽ thay đổi khác nhau. Dạ. Không? Rồi, nếu quý vị có phẫu thuật, những cái phẫu thuật liên quan tới thông nói hoặc là những phẫu thuật điều trị những bệnh lý tại tinh hoàn gây vô sinh chẳng như là giãn tĩnh mạch thần kinh hoặc là tinh hoàn ẩn vân vân, thì cái chi phí nó không có mắc đâu quý vị ha. Dao động khoảng chừng tôi nghĩ là chi phí phẫu thuật cũng như là cái chi phí nằm viện, thuốc men này, xét nghiệm đầy đủ hết luôn đó, thì không tới 20 triệu đâu. Dạ. Rồi. Và sau đó tùy thuộc vào cái kết quả điều trị là như thế nào thì cái người bác sĩ nam khoa chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân chọn lựa tiếp theo những cái phương pháp. Nếu người bệnh nhân có con tự nhiên sau khi phẫu thuật thì quá tốt rồi ha. Dạ. Thì cái đó là rất là mừng về phía người bệnh nhân cũng như là về phía nhân viên y tế luôn rồi. Dạ. Còn nếu chẳng may là vẫn chưa đủ khả năng có con hoặc là cái lần phẫu thuật đó thất bại thì chúng ta vẫn có những cái phương pháp tiếp theo để chích xuất tinh trùng để làm thủ tinh ống nghiệm cho người vợ. Thì cái lúc này đó thì cái người bệnh nhân phải chuẩn bị tâm lý. Tâm lý này là gì? Cái chi phí để thủ tinh ống nghiệm dao động chắc tôi nghĩ sao quanh quẩn là khoảng trên 100 triệu. Dạ thưa bác sĩ, khi mà kết quả tinh dịch đồ cho biết là không có tinh trùng hiện nay thì có phương pháp hỗ trợ nào giúp cho người đó có con của chính mình không ạ thưa bác sĩ? Vâng, cái câu hỏi này rất là hay. Bởi vì sao? Cái trường hợp mà kết quả có những người bệnh nhân cầm cái kết quả tinh dịch đồ ra hiện lên những con số 0 tròn chỉnh, không? Dạ. Họ hầu như là họ sẽ rất hoang mang ha. Và họ tìm tới nhân viên y tế nói bác sĩ ơi, em thất vọng quá hoặc là em buồn quá đi. Bây giờ làm cách nào đây? Thì thật sự những trường hợp này nè, nếu chẳng may là cái người bệnh nhân á, mà xét nghiệm tới tinh dịch đồ là không có tinh trùng, chúng ta cũng đừng có vội gọi là hoang mang hoặc là gọi là quá thất vọng ha. Yeah. Chúng ta hãy bàn luận với người bác sĩ đi. Kết quả tinh dịch đồ không có tinh trùng chúng tôi gọi là vô tinh,
vô tinh đó là không có tinh trùng trong cái tinh dịch xuất ra ha. Thì cái trường hợp này chúng tôi cần phải kết hợp với những dữ liệu lâm sàng, chẳng hạn như là cái thể tích tinh hoàn như thế nào, rồi các dấu hiệu dậy thì của người nam giới đó có hay không, rồi kết hợp với lại cái học môn sinh dục nữa ha. Thì qua tổng hợp hết những cái vấn đề này, chúng tôi sẽ phân biệt được cái nguyên nhân này là trước tinh hoàn, tại tinh hoàn hay sau tinh hoàn ha. Và chúng tôi sẽ tìm cách gọi là tiếp cận phù hợp nhất, phải không? Chẳng may cái nguyên nhân này trước tinh hoàn thì chúng ta sẽ cho người bệnh nhân kích thuốc. Nếu 6 tháng tới 1 năm mà tinh trùng hồi phục thì quá tốt, chúng ta sẽ lấy tinh trùng đó đi trị ha. Nếu nguyên nhân tại tinh hoàn thì sao? Tại tinh hoàn thì chúng ta sẽ giải quyết những cái nguyên nhân này bằng cách là gì? Một cái cú cánh cuối cùng đó là cái phương pháp là vi phẫu tích mô tinh hoàn tìm tinh trùng. Cái phương pháp này quý vị sẽ hình dung như vậy nè. Cái tinh hoàn chúng ta giống như một trái cam như đó. Chúng ta sẽ vào phẫu thuật sẽ rạch một cái đường giữa giống như bổ đôi trái cam ra ha. Và dưới cái sự phóng đại của kính hiển vi lên khoảng 10 tới 20 lần, chúng ta sẽ tìm những cái vùng ống dẫn tinh nào đó, các ống sinh tinh ở trong cái tinh hoàn đó ha. Nó sẽ có những cái vùng mà nó gọi là nó gợi ý cho cái người phẫu thuật viên là có tinh trùng. Chúng ta sẽ lấy những cái mẫu đó và kết hợp với cái mà bộ phận kỹ thuật viên trong cái phòng mà thuộc cho ống nghiệm đó, họ sẽ tìm tinh trùng. Nếu mà có tinh trùng như vậy, họ sẽ lấy tinh trùng đó, phân lập tinh trùng đó để mà làm thủ tục ống nghiệm cho người vợ ha. Đó là các nguyên nhân tại tinh hoàn. Còn những trường hợp nguyên nhân sau tinh hoàn thì tương đối dễ dàng hơn. Bởi vì sao? Tinh hoàn sản xuất từ tinh trùng mà. Tinh trùng sẽ không ra được trong tinh dịch, bởi vì sao? Nó bị tắc nghẽn ở những cái đoạn đường đi của nó. Thì những trường hợp này đó, đa phần chúng tôi sẽ một là phẫu thuật thông nói. Nếu thông nói thành công, bệnh nhân xuất tinh ra vẫn có tinh trùng được, bệnh nhân có con tự nhiên được thì quá mừng ha. Còn trường hợp không nói không thành công thì sao? Chúng ta sẽ vẫn có những cái phương pháp để mà chích xuất tinh trùng từ trong màu tinh hoặc là trong tinh hoàn để làm thủ tục ống nghiệm cho người vợ. Nghĩa là gì? Nguyên nhân vô sinh nó có rất là nhiều, và nguyên nhân vô sinh không có tinh trùng hoặc là vô tinh đó cũng có rất là nhiều. Đòi hỏi là người bệnh nhân và bác sĩ phải cùng ngồi lại bàn bạc với nhau để tìm ra một cái hướng đi cụ thể cho từng trường hợp của mình. Dạ thưa bác sĩ, vậy còn một vấn đề nữa đó là nếu như mà đã thắt ống dẫn tinh để triệt sản rồi mà vẫn muốn có thêm con thì việc chúng ta nối lại có thành công hay không ạ? Vâng, cái đây cũng là một cái tình huống mà chúng tôi hay gặp trên thực tế điều trị cho bệnh nhân ha. Thì cái việc thắt ống dẫn tinh sau khi mà triệt sản đó, thì đây cũng là một cái trường hợp chúng ta sẽ hình dung là vô sinh bế tắc, hay gọi là vô sinh sau tinh hoàn, đúng không? Bởi vì chúng ta thắt cái đường dẫn tinh ra rồi, tinh trùng được sản xuất trong tinh hoàn và nó không ra được. Thì những trường hợp này đó, nếu người bệnh nhân muốn có con lại thì chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật thông nói ống dẫn tinh. Tuy nhiên chúng ta hình dung như vậy nè, triệt sản là thắt ống dẫn tinh, không rất là đơn giản, chỉ cần khoảng 10-15 phút là xong ha. Tuy nhiên cái phẫu thuật mà thông nói ống dẫn tinh đó là rất là phức tạp và đòi hỏi cái kỹ thuật mà của người bác sĩ nam khoa rất là nhiều, đặc biệt là kỹ thuật vi phẫu của một người bác sĩ nam khoa phải được đào tạo bài bản. Bởi vì chúng ta sẽ hình dung như vậy, cái lồng ống dẫn tinh đó, nó sẽ rất là nhỏ ha. Cái đường kính của nó chỉ bằng khoảng hơn sợi tóc một chút xíu thôi. Chúng ta nối ống dẫn tinh là chúng ta sẽ nối một cái ống dẫn tinh có cái lồng nhỏ như vậy thôi, thì chắc chắn mắt thường chúng ta sẽ không nhìn thấy rồi. Chúng ta phải cần sự hỗ trợ của kính hiển vi phóng đại lên khoảng 10 tới 20 lần. Và cái sợi chỉ mà chúng ta dùng để nối miếng tinh đó, nó còn mỏng hơn cái sợi tóc của chúng ta nữa quý vị. Thì do như vậy đó, thì cái gọi là cái tỷ lệ thành công của nối miếng tinh không phải là 100%, mà nó dao động từ khoảng 60-80%. Tùy thuộc vào những cái trung tâm nam khoa khác nhau và tùy thuộc vào tay nghề của các bác sĩ nam khoa khác nhau. Dạ thưa bác sĩ Tân, vậy thì ở cuối chương trình nhờ bác sĩ có thể có đôi lời nhắn nhủ gửi đến tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là những ai đang gặp phải tình trạng này ạ. Vâng, thì cái khái niệm mà vô sinh đó, hồi xưa giờ ông bà ta hay có câu gì nè, cây độc không trái, gái độc không con, đúng không? Người ta sẽ nghĩ là vô sinh là đa phần do người nữ giới, nhưng mà bây giờ không phải. Theo những nghiên cứu hiện nay đó, cái tỷ lệ vô sinh, cái nguyên nhân chia đều cho cả nam và nữ, 40% do nam, 40% do nữ, 10% là kết hợp của cả hai và 10% là không rõ nguyên nhân, đúng không? Thì như vậy, nếu một cặp vợ chồng nào đó sau một năm lập gia đình muốn có con, quan hệ bình thường không ngừa tai mà chúng ta vẫn chưa có con được, thì chúng ta hãy mạnh dạn đi khám về vô sinh đi ha. Người chồng cũng đi khám và người vợ cũng đi khám nữa, thì biết đâu nguyên nhân nó từ người chồng. Thì nếu cái nguyên nhân xuất phát từ người chồng thì các bác sĩ nam khoa sẽ tư vấn cái hướng điều trị thích hợp cho họ. Và hiện nay nó có rất là nhiều phương pháp điều trị vô sinh, cách tiếp cận cũng rất là khác biệt và giá thành cũng rất là thay đổi. Thì người bác sĩ sẽ ngồi trò chuyện cũng như là vạch ra một cái phương hướng
một cái lộ trình điều trị vô sinh cho cặp vợ chồng, và khi đó thì người bác sĩ sẽ cứ đi cùng với bệnh nhân trong suốt cái chặng đường mà điều trị vô sinh. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Tân rất là nhiều vì những thông tin chia sẻ của mình gửi đến tất cả quý vị khán giả. Cũng xin được cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Thưa quý vị khán giả kính mến, có thể thấy rằng là con cái chính là một sợi dây liên kết giữa bố và mẹ, giúp thắt chặt hơn tình cảm này. Thế nhưng mà chúng ta vẫn còn khá là nhiều những vấn đề xoay quanh việc chúng ta có được cho nhìn những đứa con thật là dễ thương. Và hy vọng rằng là với những thông tin chia sẻ của bác sĩ Tân thì đủ để quý vị có thể biết được là mình đang gặp vấn đề gì để mình sớm đến các cơ sở y tế cũng như là bệnh viện để chúng ta có thể điều trị kịp thời quý vị nhé. Chúc quý vị sớm có cho mình những thiên thần bé nhỏ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Tân rất là nhiều. Cũng cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Mến chúc quý vị nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Thân ái chào và hẹn gặp lại vào số phát sóng lần sau.